cái này chúng là mình chiết, tức là mình phải chưa có được lành mạnh. Mỗi cuối tuần mình có những cái buổi thức ăn đó, những cái thức mình hại phổi, hại sức khỏe của mình. Thì mình mấy mươi năm nay mình đã thuyết nó như vậy rồi, mình đã đãi nó cách đó rồi, thì bây giờ đã đến lúc phải suy nghĩ lại để mình nhìn thuyết nó, mình đãi. Là Đức Phật không có dạy mình phải buông bỏ những cái gì mà chúng ta đang có, nhưng mà chúng ta phải biết làm mới là những cái đó. Cho nên chúng ta có một cái từ là làm mới thân tâm. Làm mới thân tâm là gì? Tức là một hình thức sám hối đó. Sám hối là nếu mình dịch nghĩa ra là làm mới thân tâm. Để nó mới mẻ trở lại. Cho nên Đức Phật có dạy, nếu một gia đình nào muốn hạnh phúc thì, hoặc là một người nào muốn thăng tiến trên đường tu tập, thì người đó phải biết sửa lại những cái đã cũ, hoàn chỉnh những cái đã hư. Tức là có những cái nó cũ nhưng mà nó không có hư, thì chúng ta phải làm cho nó mới mẻ trở lại bằng cách là mình chùi rửa. Có bao giờ đại chúng lâu lâu thì dĩ nhiên mình phải đem ra mình chùi rửa nó lại thôi, tức là sửa, tức là rửa những cái đã cũ và sửa những nó chưa có. Ví dụ hồi đó cái lời nói của mình cũng là nói đó, nhưng mà mỗi lần mình nói ra là lời nói đó có cái gai góc làm cho người nghe khó nghe lắm. Và mình khi người ta khó nghe, người ta không nghe mình, người ta bực, ta không nghe, thì mình lại càng bực hơn vì mình nói mà người ta không nghe. Nhưng mà mình quên nhìn lại cái cách nói của mình, tại sao ngay từ đầu mình nói mà giờ mình phải tập nói như thế nào để hoàn thiện cái lời nói. Và khi hoàn thiện lời nói mình phải đối làm sao thì người ta mới đáp lại như vậy. Đa phần nhưng mà mình quên rằng mình nói cái gì để người ta nghe. Mà mình chỉ nói mà bắt người ta nghe mà mình quên nhìn lại cái cách nói của mình. Thì quy y á, quy y mà mình để làm Phật tử mình tu á, không phải là để mình gia nhập một tôn giáo để trở thành một tín đồ của Đức Phật. Một cái bước rất là sơ khởi. Vì mình có niềm tin nơi Đức Phật cho nên mình trở thành một đệ tử của Đức Phật. Nhưng đó chỉ là bước đầu để nhập đạo. Nhưng mà chúng ta phải làm gì để chúng ta tu đạo, để chúng ta hiểu đạo, để chúng ta thành tựu một cái gì là một quá trình, chứ không phải là chỉ nói. Giống như mình đi học nghề thôi, mình thích cái nghề đó là mình mới nhận diện được cái nghề đó. Mình suy tư và mình thấy nó có thể hợp với mình thì mình xin đăng ký vô mình học cái nghề đó. Nhưng mình mới đăng ký vô ngành thôi. Rồi bây giờ mình phải học cái đó và mình hành cái đó, rồi mình mới có đủ, có một cái bằng cấp để ra mở tiệm và phát huy về cái lĩnh vực đó. Cho nên quy y để mình nhận mình là một Phật tử. Bắt đầu từ bây giờ, trong người mình có một cái chất, đó là chất Phật, chất của một Phật tử, mà xưa nay là chất của một tục tử. Bây giờ
Bây giờ có Phật tử rồi, giống như mình có cái gia vị vậy đó, món gì mình cũng để đó vô. Thí dụ mình nói để Phật Pháp vô thì cái lời nói này có Phật Pháp. Hồi xưa mình nghe mình không có đủ khả năng lắng nghe, mà mình nghe bằng cái sự nghi kỵ. Bây giờ mình lấy Phật Pháp mình để vô cái nghe của mình, thì cái nghe của mình bây giờ nó khác hơn, nó trong sáng hơn, nó biết cảm thông hơn. Hồi xưa mình cũng nhìn, nhưng mình lấy cái tâm phàm của mình nhìn. Bây giờ mình lấy chất Phật mình nhìn, thì mình thấy có sự cảm thông. Như vậy mình quy y để làm gì? Để mình ghi, mình tiếp nhận. Mình lấy bột nấm, lấy đường, lấy muối, lấy tiêu, mình trộn vô cho nó vừa vừa vậy, thì nấu món gì cũng cứ thả cái đó vô, rồi mình thêm thắt những cái khác vô. Như vậy thì mình quy thôi tôi không quy đâu, tôi đâu có thời giờ đâu, đi chùa mỗi tháng mỗi tuần, đâu có cái quy luật nào đặt để cho mình quy phải đi chùa mỗi tuần. Thôi tôi không quy đâu, tôi không có thời giờ tụng kinh. Nhưng mà thiệt sự ra tuy cái đó nó không bắt, nhưng chính khi chúng ta quy y rồi thì chúng ta bắt đầu tiếp xúc với những cái đó. Mình tiếp xúc cái đời rồng rặc. Bây giờ bắt đầu mình tiếp xúc với cái gì đó nó thánh thiện hơn, nó cao đẹp hơn, thì tự động mình sẽ thấy nó có khác. Cũng giống như một cái hoa, nếu nó ở trong một cái môi trường, trong một cái phòng mà quá nóng, thì cái hoa này một cái môi trường tươi mát thì cái hoa này nó có khác. Mình cũng vậy thôi à. Thử bây giờ mà ra nắng mà phơi coi, tới chiều là đen thui thôi. Cho nên hễ mà ra đường là phải hễ nó nắng phía nào thì mình che phía đó. Mưa cũng vậy. Như vậy thì chính chúng ta đi ra đường, chúng ta không muốn bị ướt, bị nắng, thì chúng ta tìm những cái gì để chúng ta che. Thì Đức Phật dạy mình biết mình dở ở mặt nào thì mình phải phòng hộ mặt đó. Duy lời nói, chỉ cần dành cho mình thêm một vài phút để suy nghĩ cái câu từ của mình thôi, thì cũng câu chuyện đó, bây giờ mình nói tới đâu thưa đại chúng. Có một cái câu chuyện, có một người thầy dạy các đệ tử là hôm nay các con đi xuống núi để làm việc. Thì người thầy dặn các đệ tử là mỗi người đem theo một trái khổ qua. Và trên đường đi á, thấy có những cái sông nào mà người ta gọi là sông linh thiêng á, thì hãy nhúng trái khổ qua đó vô cái nước sông đó. Đó, cái suối đó, cái chỗ đó là linh thiêng, thì các con cứ lấy cái trái khổ qua nhúng vô nước đó. Rồi đi ngang cái đền nào mà nghe chỗ đó là cái đền linh thiêng thì hãy để trái khổ qua lên đền đó. Rồi lại xong rồi thỉnh. Hai mươi ngày đi hành hương hay là hơn nữa gì đó. Nhưng mà nghĩa là đi tới đâu họ làm y. Đi ngang, thí dụ là họ đi ngang khu vực đó mà có ba cái đền, ba cái chùa đó, nói là ba cái đền đó linh thiêng, họ đem trái khổ qua vô để bàn thờ đó. Xong họ quỳ họ lại, rồi nghe chỗ nào có sông có suối mà linh thiêng họ nhúng vô. Rồi sau khi mang về thì ông thầy cũng mang trái khổ qua biểu các đệ tử để trên bàn, rồi bắt đầu lại súng nhau lại trái khổ qua hết. Trước thì mới múc miếng khổ qua để vô miệng ăn thử. Thì ông thầy ổng nói, ủa sao kỳ vậy ta,
sao mình đã đem qua bao nhiêu cái đền để mình cúng rồi. Dưới này nó nghe nó cũng mắc cười, nó lắc đầu, nó nói dạ thưa thầy, bản chất của khổ qua là đắng, thì thầy có làm gì thì nó cũng đắng. Ngay nơi đó người thầy mới khai thị. Bản chất nó vẫn đắng. Dù con là một cái người thành công nhất, giàu có hay là học giỏi hay bất cứ một dạng nào, thì bản chất khổ đau, khó khăn nó vẫn phải có mặt với mỗi chúng ta, có điều là cách khác nhau thôi. Cũng có những cái khó khăn mà người tu phải đối diện, cũng là một loại đắng, và đắng kiểu tu. Rồi bây giờ mình là một người thành, đô một vài ngàn, nhưng mình chi phí cho một khoản tiền chi rất là lớn. Cũng có cái đắng của cái người làm ăn lớn. Nói chung lại, tất cả chúng ta ngồi đây, mỗi mà nó không có cái đắng của công việc đó. Người chúng ta ngồi đây bây giờ mấy bà, hiện tại trong cái đạo tràng đây là 3.000 người, hai người bạn xây qua, hai người ngồi kế bên xây qua, chị có gì đắng không? Không chừng tôi đắng hơn chị. Thôi chuyện bà đắng bao nhiêu, ai cũng dành đắng hết á. Nhưng mà khổ là tôi, đời tôi khổ nhất, khổ mà cũng dành đó. Khổ nhất, khổ dành. Nhưng mà khi người ta kể ra, mà khi mà nó nhức, khi mà khổ quá thì bắt đầu rên, nó trời sao đời tôi khổ quá. Than thì than khổ quá, mà khoe với bạn đến cái mùa Tết, người ta hầm canh khổ qua người ta ăn. Hỏi tại sao Tết mà ăn khổ qua? Tại vì cầu cho khổ nó qua. Nhưng mà nó có qua, ăn khổ qua tại vì kêu là khổ quá cho nên không ăn. Nhưng mà giờ người không ăn và người ăn thì năm đó cũng sao? Cũng khổ. Cho nên nhưng nếu chúng ta lấy câu chuyện đó để lòng, thì mỗi việc gì nó đến với mình thì mình mới nói là sao? Làm gì làm, đây là bản chất. Tại vì không có một việc gì chúng ta thành tựu mà nó không trải qua một quá trình. Xin thưa, người ta thường hay nói nè, không có đổ máu thì không anh hùng. Đó là nấu ăn chứ gì. Quà là xước trầy hết trơn. Biết tại sao không? Bào đu đủ làm mắm thái. Hồi đó Pháp Hòa ở chùa là Pháp Hòa phải làm công quả, làm việc là một tuần lễ là phải bào bao nhiêu đu đủ. Cho nên là bào mò hạ tiện đu đủ á, bào sát mà bào không cẩn thận là nó xước chữ tài. Cho nên á, bất cứ việc gì chúng ta làm nó phải đi qua một cái quá trình. Như vậy thì Đức Phật của chúng ta có thành tựu đi nữa, có thành đạo đi nữa, Ngài cũng phải trải qua một quá trình. Bây giờ đại chúng cứ ngồi ôn lại cuộc đời của Ngài. Đản sanh, rồi có gia đình, rồi đi chứng kiến bốn cảnh khổ, rồi vượt thành xuất gia, rồi sáu mình không lớn lên
lo đi học có bằng cấp. Sau khi mà đeo đuổi được có cái bằng cấp rồi á, thì sẽ kiếm một người để đeo đuổi, đi kiếm thêm tờ giấy thứ hai là giấy hôn thú. Lúc đầu tiên là kiếm tờ giấy đầu là gì? Cái học vị cũng lẫn tờ giấy. Rồi sau đó là đeo đuổi một người mình thương để kiếm thêm cái giấy thứ hai là giấy gì? Giấy hôn thú. Xong rồi lây quay xăm được hai ba đứa để kiếm cái giấy khai xăm. Đi kiếm giấy không à? Cho nên cuối cùng chết cũng đem theo mớ giấy. Nhưng mà rồi Đức Phật của mình á, làm quá trình đó là xong cái khoảng thời gian là từ cái chỗ mà bắt đầu cho đến khi Ngài đạt được cái quả vị giác ngộ, cũng giống như mình thành tựu được một cái việc chúng ta muốn. Rồi sau đó chúng ta phải làm gì? Bắt đầu sau khi thành đạo rồi Đức Phật đi thuyết pháp. Và khi bắt đầu thuyết pháp thì Ngài không phải đối diện với bản thân mà bắt đầu đối diện với chúng sanh. Trong cái khoảng quá trình Ngài tu là Ngài phải đối diện với ai? Đối diện với chính những khổ đau phiền não của chính mình, y như mình bây giờ vậy đó. Có những lúc mình cũng phải khổ đau dằn vặt, dằn co với cái khổ đau của chính mình, ngay cả khi mình tu tập. Ví dụ bây giờ đại chúng ngồi trên ghế thấy thoải, giờ muốn đứng dậy không biết làm sao nữa. Đâu phải chỉ Pháp Hoài chỉ ví dụ là dù mình ngồi chỉ một giờ đồng hồ thôi, vẫn có những khó khăn của cái người ngồi ghế mà ngồi ở giữa nha. Rồi cái ngoài không có gì dễ ăn đâu. Ngồi rồi bây giờ mình về người ngồi ghế rồi coi như ngồi đất nè, cũng có khó khăn của người ngồi dưới đất. Nhưng mà mình nói thôi kệ đi, đây là giá phải trả. Pháp Hoa nói như vậy đại chúng thấy được cuộc sống không? Nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn mỉm cười với tất cả? Chúng ta có cái con mắt của Phật nhãn. Chúng ta có cái Phật chất để chúng ta soi vào mọi sự việc của mình, để mình thấy sự việc nó nhẹ nhàng ra. Mình ngồi bìa thì nó có cái dễ của người bìa, nhưng rồi nó cũng có những cái phải trả của cái người ngồi bìa. Ngồi đây giờ này á, tuy rằng có nói vậy không có người, không có suối cạo đâu. Tại vì em biết có suối cỡ nào nó cũng không có linh. Giúp cho mình có một cái cách nhìn trong cuộc sống. Trái khổ qua hoàn toàn không ai thích. Cũng đâu có nghĩa là trái khổ qua nó không có vị. Khổ qua phơi người ta làm thuốc uống mà. Và có những ngày mình chẳng những trái khổ qua ngon mà hổ ngay cả những cái mướp cái cực kỳ ngon. Mà phải xào, phải ram, phải bào. Chảo mà chúng ta cứ xào cho từ khi nó ướt mà đến khi nó ráo khô. Quý vị biết nêm nếm cho vừa ăn rồi đó. Cơm trắng mà rắc với cái đó lên thôi là dách lầu. Không chừng qua nó cũng đâu hoàn toàn là nó có giá trị của nó đâu nè.
thì đại chúng cứ nhìn hết tất cả sự việc gì chúng ta muốn được không thể có được nếu chúng ta không có một quá trình trải nghiệm. Thì tự đâu phải tự nhiên nó có trà được, mình phải đi kiếm trà, nước sôi, cái ly, rồi chúng ta phải làm một cái hành động là ít nhất vài phút cho trà nó ra rồi mới uống. Nhưng cũng đâu có nghĩa là cầm phải thổi chỉ con ly trà thôi đó. Uống trà muốn nóng nhưng không ai để nóng, rồi nhấp nhấp từ từ. Nó nóng thì phải nhấp từ từ, nó bớt, nó nguội thì bắt đầu mình mới ăn mạnh dạn được. Đó là cái tuệ. Ở đây Pháp Hòa thưa như vậy, con mắt bình thường của con người nhục nhãn, bổ lượng, nếu chúng ta có đọc sách nhìn mà thấu đáo ra một chút mà con mắt rời là nhìn khắp thấy biết. Cái này nó héo rồi, cũng héo. Thử chị ra nắng chị ngồi hồi coi chị héo không. Ai nói sóc một câu coi mình có héo không. Như vậy đâu phải hoa mà héo không, chính con người cũng héo. Vạn vật nó cũng đổi thay. Mình nhìn thiên nhãn là mình nhìn tất cả các pháp bình đẳng giống nhau, thay đổi cách khác. Hoa thì héo, người thì già. Nhưng mà tại con người có nhiều bộ phận cho nên con cái tóc bạc nó biến, nó cho cái tướng của già ở trên tóc là bạc. Con người có răng cho nên nó thể hiện cái chất già của cái răng là rụng. Mắt là mờ. Hồi trẻ mình nhìn vậy, bây giờ già nhìn như này, phải không? Lớn tuổi chút phải đưa ra xa mới thấy. Mình có cái chân mình đi khỏe, nhưng khi mình già nó sẽ thể hiện cái tướng già ở cái chân là bắt đầu đi nó rung. Hồi nhỏ mình đi cha mẹ phải dắt dìu, rồi lớn lên đi tự mình, tới già rồi đợi người ta dìu dắt. Bước chiều thì ba chân, sáng bốn chân đi là mới sanh đó, bò. Trưa hai chân bước là tuổi khỏe, đi hai chân thôi. Chiều thì lúc mà xế chiều thì ba chân thêm cây gậy nè. Sáng thì bốn chân đi, trưa hai chân bước, chiều thì ba chân. Đó là những cái tướng mà nó cái thay đổi. Cái hoa mình chỉ thấy nó một thôi, rụng, lá héo. Nhưng mà tại vì chúng ta là một con người, chúng ta có rất nhiều bộ phận của cơ thể. Đều có những cái biến tướng của nó. Thì bây giờ mình lấy cái thiên nhãn mình nhìn qua đó, mình thấy các pháp bình đẳng. Vậy thì đại chúng mai mốt mà đại chúng có đọc kinh đó, mà thấy cái câu là các pháp bình đẳng, thì đại chúng hiểu là mọi hiện tượng nó thay đổi giống nhau và nó duyên sinh giống nhau. Ví dụ như cái hoa,
nước tưới, ánh sáng mặt trời, không khí, người chăm sóc. Đó là những cái nhân tác vô cái duyên để hoa này nó có mặt. Nhưng con người của mình cũng thế, một ngày mình sống cũng phải rất nhiều những nhân duyên trợ cho mình. Đó, quý vị nhìn một cái buổi sinh hoạt như thế này là phải chuẩn bị cả tháng trời. Cái liều này á, khi mà đi đặt, Pháp Hòa mới nghe kể hồi sáng đây, khi mà ban tụng nó tới nó coi xong rồi á, nó bắt chủ nhà phải bứng đi ba cái cây, dời ba cái cây nó mới đem liều vô nó gắn. Họ mới đem liều luôn, họ nói là ba cái cây đó để không có hợp luật, cho nên người chủ nhà, chủ nhà phải dời ba cây đi. Ảnh tới ảnh thấy ba cây nó dời đi rồi, ảnh mới đem liều vô ảnh ngắm cho mình. Tại vì ở đây cái gì cũng phải nói luật, và nhất là sự an toàn cho tất cả mọi người. Vì đó là luật mà. Cho nên các pháp nó bình đẳng được như vậy, không phải một mình nó có được, mà cũng không phải một người mà làm. Mình nhìn như vậy là nhìn bằng cái gì? Pháp nhãn. Hồi nãy là nhục nhãn thôi, nhìn đau buồn đó, giận đó, tức đó, tại vì mình nhìn bằng con mắt thương tinh mà. Nhưng mà thiên nhãn thì mình nhìn xa là ôi, cái nào nó cũng khó khăn của nó, mình nhìn chung thôi. Bây giờ pháp nhãn sẽ giúp cho mình thấy sâu hơn, mỗi pháp nó có cái tương duyên, phản duyên của nó khác nhau, và cái sự có mặt và cái sự tan rã nó khác nhau. Ví dụ cái hoa này, do duyên sinh và phải tan biến, nhưng nó không khổ đau như con người. Giờ mình có khen nó cũng vậy đó, mình có chê nó thậm tệ, nó cũng vậy này. Nhưng mà cái này khác à, khen là nở lên mà chê là rủ xuống. Chứ chính con người mình, cái duyên, cái con người mình nó rắc rối hơn. Tại vì cái mình là có cảm, cái cảm tình, cái cảm nhận, cái thọ đó. Người mình là một pháp, cái hoa là một pháp. Nhưng mà ở cái hoa mình khen chê nó bình thường, nhưng mà ở con người khen chê là biến đổi sắc liền, sắc đổi liền. Và thậm chí đừng cần khen chê vậy, chỉ cần xây qua mà ngó qua mà nhìn thấy, ôi trời đất ơi, cái người tốn ưa sát bên là bắt đầu mắt mình nó khác liền rồi, phải không? Là sắc diện cảm nhận mình nó đã khác rồi. Như vậy thì cái người có pháp nhãn, hồi nãy là nhục nhãn phải không, rồi thiên nhãn phải không, rồi gì nữa? Pháp nhãn. Pháp nhãn là nhận ra được tất cả mọi pháp nó có mặt trong mọi thể, mọi việc, thấy được cái nhân duyên và cái tan biến của nó, có khi cái tương duyên, cái phản duyên của nó. Mới có ba mắt à, mắt tuệ, tuệ nhãn. Tuệ nhãn là con mắt trí tuệ. Vì sao nữa? Thấy xong rồi sao nữa? Vì nó cũng có những cái khổ đau của nó. Lấy cái tâm cảm thông, lấy cái lòng bi mẫn, cho nên thương. Hồi nãy là pháp nhãn là phân biệt thôi, phân biệt các pháp thôi. Nhưng mà tuệ nhãn sẽ giúp cho mình nhìn sâu hơn nữa, để lấy cái pháp lành chuyển hóa cái pháp khổ, lấy cái pháp lành nhìn người ví dụ như mình thấy một cái người đó họ giết người, cái đầu tiên mình trời sao cái người đó ác quá. Nhưng khi chúng ta nghe hết câu chuyện, tại con người nó cũng có những cái bức xúc, những cái khổ đau của họ, mà khi mà cái người kia không có biết cảm thông cho cái khổ đau của họ, mà họ đã nuôi dưỡng cái khổ đau này nhiều năm, thì có thể họ đi tới hành động.
Cho nên nếu cuộc đời này á, chúng ta không có Phật pháp á, thì khổ đau và những cái ác á, nó có mặt đầy vậy. Đạo giáo hướng thiện con người một cách khác. Thí dụ như Đức Chúa có một người đó đánh một cái bên kia, thì cái người đó đưa mặt cho đánh mặt bên thứ hai. Mọi người tan hàng hết, tại vì họ nhìn lại họ thấy đâu có người nào ở đây mà không có lỗi đâu. Như vậy thưa đại chúng, cho nên đạo Phật cũng không phải là một triết học không. Nếu mà triết học không mà con không có hành trì thì nó chỉ là nói suông. Thì nói đúng hơn là đạo Phật là con đường thấy gần, ôm ấp và chuyển hóa. Cho nên cái chữ đạo trong lúc này đó là một chân lý, một đạo lý để sống. Thường ngày chúng ta thấy ai xấu, chúng ta sẽ xấu lại. Đó là thường tình. Nhưng mà với cái tuệ nhãn, cái pháp nhãn là nhận diện được mọi cái sự việc nó xảy ra như thế nào. Cái pháp không lành để chúng ta chuyển qua. Ví dụ như mình thấy một cái người đó, sao hồi nhỏ nó dễ thương quá, bây giờ nó kỳ cục vậy, tính tình nó rất kỳ cục. Mà thậm chí mình ghét bỏ nó luôn. Mình thậm chí trong lòng mình nói là mình bỏ mặc nó cho nó chết luôn. Nhưng mà sau đó có một cái hoàn cảnh của nó, nó ở một cái môi trường và những người bạn xung quanh. Cho nên con người mình dễ tác động. Vì vậy mà cái tuệ nhãn nó quan trọng, học pháp lành cần lắm. Khi mình có nước rửa thì cái nước rửa này sẽ giúp cho cái dơ. Bây giờ cái chỗ đó dơ phải không? Mình lấy cái nước mình đổ vô. Chúng ta hồi nãy là một gáo nước sạch nè. Mình đổ vô cái dơ, nó dơ, nhưng mà sau cái dơ này thì nó lại là, nó là sạch. Cái này nhà Phật gọi là gì biết không? Nhà Phật gọi cái này là hòa quang. Bụi để đồng với bụi. Bây giờ hiện nay trong cái hội trường này có bụi không? Nhưng mình không thấy. Nhưng mà nếu nắng nó rọi vô đây thì mình sẽ thấy, thấy bụi. Và bụi nó ở trong nắng đó, lấy ánh sáng hòa vào đó. Đây, ly nước này là sạch để uống. Nhưng nếu cái dĩa này nó dơ, rót miếng nước vô đây, nó hòa với cái dơ rồi. Nhưng lành nó cũng thế. Cái pháp lành nó cũng vậy, nó ôm ấp được. Cho nên tại sao chúng ta học Phật, tại sao chúng ta phải làm giữ ba điều: không làm việc ác, ráng làm việc lành. Nhiều chừng này, tình thương mà lớn chừng nào, mình ôm được cái người không dễ thương. Cho nên mình cũng có từ bi, nhưng mình chưa đại từ đại bi. Có từ bi mà chưa đại từ đại bi cũng tùy lắm. Và đồng thời sao ráng lắm, chứ còn không có thể tự nhiên. Còn đối với các bậc thầy của mình như Đức Phật, chúng ta tán thán là Phật là đấng đại từ đại bi, đại hỷ đại xả. Chữ đại đây là gì? Trường hợp chỗ này là gì? Là cái nghĩa của chữ đại trong trường hợp này không có là cái size nó lớn, mà là cái tột cùng của cái từ bi hỷ xả, cái viên mãn. Thôi tôi ráng tới đây rồi đó.
tôi bỏ cuộc rồi, tôi chịu hết nổi rồi, ai làm cái gì đó làm đi, phải không? Rồi cầu mong cho ai vô rước cho rồi đi, chứ tôi mệt rồi. Thì mình ráng tới đó thôi. Và mình thấy cái gì mà không thiện đó, là bắt đầu mình reject. Và mình không có. Cho nên đó, thường thường á, mình đã hãy cái gì mà mình cầm lên đó, chưa có kỹ càng là mình đã đôi nó, dục nó rồi. Như mình lặt rau vậy đó, gặp mùa đông mà rau nó mắc á, đâu có dám phí phải không? Lặt thiệt là kỹ nha, lá nào ủi coi khúc nào còn ăn được, lấy kéo sở ở trên khúc dưới ăn cũng được. Ráng tu sao như lặt rau vậy đó, phải không? Kẹt lắm mới bỏ, còn cái nào giữ được ráng giữ, kệ, có bông có hoa cho vui. Không à, hay suy nghĩ vậy đó. Cho nên rồi á, trong cái đạo tràng cũng vậy, có người này người kia, quan trọng là mình ôm ấp được nhau. Người nào không phải mình dục ra hết, bảo đảm từ sáng tới chiều người nào còn ở với mình nữa. Tại ở hồi thế nào cũng phát hiện nè, phát hiện người này lem chỗ này, người kia dính chỗ kia, mà mình không thấy mình dính. Mình đâu thấy mình dính đâu. Cho nên tu tập làm người để mình chỉnh sửa. Nếu mình nhìn để mình thấy người ta, để mình chỉnh sửa mình thì cũng được đi. Nhưng mà cho dù cỡ nào đi nữa, cũng phải có thời gian nhìn lại mình, coi mình có hợp không. Có nhiều khi mình thấy người ta làm mình bắt chước, mình quên mình có làm được không, mình có được cái như vậy không, hay là mình làm cỡ nào nó khác hơn. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên lấy câu chuyện trái khổ qua ha. Việc nào, dù mình bất cứ là ai, bản chất của mà không trải qua một cái sự thử thách, quá trình. Các thầy, các sư cô mà đi tu á, thật sự nói là nếu một vị nào mà muốn thành tựu, ít nhất phải 10 năm. Rồi thọ tỳ kheo rồi cũng phải chuyên tầng tu tập mới đủ khả năng ra mà làm đạo, mà với điều kiện là mình cũng phải có một cái nỗ lực, chứ không thôi là 10 năm luống uổng cũng không có gì nếu mình không nỗ lực. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng trong buổi chiều, buổi sáng theo chương trình đó, kể cho đại chúng nghe câu chuyện trái khổ qua. Thì đại chúng cứ nhớ vậy nè, đây là cách thực tập Pháp Hòa nha. Đây là mỗi lần Pháp Hòa có khó khăn á, là Pháp Hòa thực tập sao? Thôi ráng nuốt miếng khổ qua này cho nó xong. Thí dụ như mình không thích khổ qua, mình không thích ăn đắng, bây giờ không lẽ nhả ra thì kỳ quá. Cuộc sống có bao giờ đại chúng đã nuốt cái kiểu đó chưa? À, thiếu gì? Nuốt hoài chứ gì, đúng không? Nhưng mà rồi mình cũng có chết đâu, phải không? Vẫn từng ngày đi qua mình sống. Cho nên cuối cùng, núi có vững chắc cỡ nào cũng không cản trở được mây. Nhớ câu đó không? Đất có chằng chịt cỡ nào cũng không ngăn được dòng nước. Núi có vững cỡ nào cũng không. Nhưng mà mây nó bay ngang núi, nó đụng núi, nó tự nó tách ra. Nên mình là mây, mình có thể đi xuyên qua núi được. Mình là nước, có thể
đại chúng sáng hôm nay trong cái buổi về đây sinh hoạt. Những huynh đệ đồng tu tụng kinh, ngồi tịnh, ăn cơm, trao đổi. Và ngày này mình biết rằng đây là một ngày retreat. Mình đã có rất nhiều cái long weekend rồi, và long weekend nào cũng đi camping, đi chơi đồ này kia kia nọ. Nhưng mà cuối cái buổi đó chỉ là cái vui này á, đi về rồi á, những cái lời pháp, những lời kinh nó thấm vào người mình á, mình cảm nhận được chúng ta cười vui một câu chuyện, nhưng sau đó rớt lại trong lòng chúng ta những cái gì mà chúng ta thu nhặt được. Tiếu, tiếu là gì? Cười, nhưng mà một cái cười rất nhẹ để mình cảm nhận các pháp. Với một phóng hòa ví dụ vậy nè, mình ví dụ vậy nè, cái ông đó, ổng đi sáng, ổng đi á, con chó nó ngoắc ngoắc, nó mừng ổng đi. Cái tối về nó sủa ổng quá trời quá đất, cái ổng mắng con chó, ổng nói cái con chó này vô duyên. Bây giờ nó sủa mình quá trời như người dưng kẻ lạ. Thì cái người ngồi kế bên nó biết được, mới thấy thì hỏi, hồi sáng ông đi ông mặc cái gì? Ông mặc áo gì? Thì hồi sáng tôi đi tôi mặc cái áo trắng, rồi hồi nãy tôi mua được cái áo mới. Đen. Thì nó sủa ông là phải rồi, phải không? Ý câu chuyện là gì? Nghe xong câu chuyện mỉm cười, cười nhẹ thôi, không có cười hả hả thì nó đâu phải chuyện tiếu đâu cười. Nhưng mà mình thấm được cái câu đó, câu chuyện đó. Đó là cái khó khăn của cuộc sống. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng có một buổi sáng an lạc. Giờ xin mời đại chúng chắp tay chúng ta hồi hướng. Trước khi dứt lời, Pháp Hòa xin nhắc đại chúng là mình có một chương trình cho các em nha. Cho nên vị nào có dẫn các con em lên á, thì nhớ gặp quý thầy. Kỳ này Pháp Hòa dẫn tới 4 thầy qua lần. Thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, thầy Huệ Tạng, thầy Chơn Tạng. Thêm một tạng là thành Ngũ Tạng. Mà cộng thêm em nữa thành qua là để giúp cho chương trình các em bằng tiếng Anh đó. Nguyện đem công đức khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.